Xin chào các bạn. Hôm nay gia đình Bắp sẽ đi bắt ốc. Ốc ma nha mấy bạn. Các bạn biết con ốc ma không? Chút mình sẽ quay cho bạn xem. Bạn nào biết, còn bạn nào chưa biết mình sẽ quay cho bạn xem ha. Rồi tại vì nay nó nhiều lắm rồi, lâu rồi mình không có bắt. Nay nó lên nó cắn, nó phá rau nhiều quá rồi, giờ sẵn mình bắt rồi mình ăn thịt luôn mấy con bự nha các bạn. Thịt luôn. Nó ăn được nha, ăn cũng ngon lắm. Rồi bây giờ hai chồng mình sẽ đi bắt. Rồi mình xong rồi mai mình sẽ chế biến là làm món ăn cho bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi nha. Ốc này ăn luộc ăn như mè gà vậy các bạn. Đây dưa anh cầm cái sơ cho. Thôi con ốc quá bự luôn nè. Đó. Đây. Cái này là được. Thôi quá trời luôn. Quá trời mũi luôn. Bù gì nó ăn với trái ổi. Nhiều khủng khiếp. Rồi sau một hồi hai chồng mình bắt thì đây là cái thành quả của mình nha các bạn. Rồi. Nói chung mình chỉ bắt ốc, mình lựa ốc bự bự thôi. Đó. Đây, mình chỉ lựa ốc bự bự thôi các bạn. Đó. Nói chung mình lựa mấy con bự bự, mình sẽ làm món ăn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ rộng nó, ngày mai mình sẽ chế biến nha các bạn. Bây giờ ha, mình đã rộng được cái ốc đó là một đêm rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ luộc nó ha, để mình xào ăn. Bây giờ mình sẽ luộc đây, mình sẽ bỏ vô trong cái luộc này là lá ổi, chanh, lá chanh. Cái này là phải có lá chanh nha mấy bạn, tại vì ốc này á nó có nhớt nữa. Thì nó có một cái mùi á, mình phải bỏ chanh vô với sả, mình bỏ sả vào trong đây. Ngoài ra bí quyết của mình nữa đó là một trái ớt, mình sẽ bỏ trái ớt vào đây ha. Đó. Sau khi bỏ vô như thế này đây, bây giờ mình sẽ đậy nắp khoảng 10 phút. Tại vì nó cũng bắt đầu nó sôi nè bạn, bọt bọt rồi ha. Mình sẽ đẩy nắp lại khoảng 10 phút. Mình sẽ trộn lại một lần và mình sẽ đem xuống ha. Đây các bạn. Sau 10 phút nè, sôi nè. Giờ trộn lên. Đặc biệt con ốc là nó nhớt nhiều lắm á nha mấy bạn. Tại vì mình phải một chút mình sẽ chà chanh rồi nữa. Đó, mình trộn lên. Cái này là nó đã chín rồi đó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Rồi mình lấy cái ruột ra.
rồi xong rồi xả nước phải không? Ừ, rửa lên là nước, nó trôi nhớt đi cái này. Ừ. Rửa lên là nước cho nghe các bạn. Đó, xả vào nước trực tiếp mình rửa luôn. Thì nhớt nó trôi. Nhớt nó mới trôi được chứ không phải như như mà cá rồi. Muối thêm lần nữa. Rồi bóp muối lần nữa. Cái con ốc này là phải chỉ nha. Qua lần 2 thì nó sẽ bớt nhớt cho mình ha. Rồi, con tiếp tục xả thêm lần nữa. Cái con ốc này nó nhớt kỹ lắm nha. Chỉ. Nên mình phải rửa cho kỹ. Rửa lại bằng chanh. Ừ. Là hai lần muối, mình rửa qua hai lần muối rồi bây giờ mình sẽ rửa với chanh. Mình cũng rửa hai lần chanh luôn nha. Mình chanh là đầu tiên. À, mình cũng rửa hai lần chanh luôn nha các bạn. Xả lại cho nhà nước luôn. Phải xả trên nhà nước tại vì nhớ thì là khi mà gạch chanh là nó sẽ đóng lại nè, rửa trên nhà nước cho nó trôi đi. Lần chanh cuối cùng. Rồi rửa lần chanh đây đó là mình vô mình chế biến ăn nha các bạn. Nãy làm sắc nguyên trái chanh to luôn, mình chia làm hai lần. Nhớt rồi. Nói chung là sạch rồi đó. Ừ, là sạch rồi đó. Ăn ngon lắm nha mấy bạn. Thì hồi đó mình không biết ăn nhìn nó cũng ghê ghê. Nhưng mà làm ăn được một lần rồi là thấy ngon lắm. Rồi đã rửa ốc rồi, chuẩn bị các thứ xong rồi các bạn. Giờ vợ mình sẽ chế biến ha. Rồi giờ làm gì trước em? Bây giờ mình xào. Cái này xào cay cay ha. Cay cay. Rồi chờ đợi thì mình sẽ quay đây là ốc. Cái này với này là củ cải trắng, củ hành, củ hành tây nha các bạn. Còn cái này, để quay cái này là tỏi, ớt, cơm, xả. Xả. Nhớ bỏ thêm khúc này nữa. À, cái này củ hành tím. Cái này củ hành tím. Đây đây có tỏi, ớt, xả, củ hành tím. Rồi, bây giờ làm ha. Rồi với cái này là bịch bọc ớt nha các bạn. Đây, cái này là cái bịch bọc ớt. Cái bịch bọc ớt này mình để dành làm kim chi rồi sẵn ướp gia vị rồi luôn đó. Rồi. Rồi bỏ tỏi với bỏ mấy khúc xả mà sắc khúc. Để đến khi nào mà nó thơm. Thơm rồi nghe các bạn. Nghe mùi thơm rồi đó. Thêm miếng này vào. Rồi xong mình cho vài miếng củ hành tím. Ớt. Rồi bạn nào mà chưa có ăn món này á thì mình xem rồi mình chế biến thôi nha các bạn. Ăn nói chung rất là ngon. À nó ăn cảm giác như cái mì gà, ăn mì gà ngon lắm nha các bạn. Thơm rồi nè. Nồng. Thơm mà nồng lắm các bạn. Nói chung cái món này mình phải chế cho nó cay. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ ốc vô.
chua xào. Tại vì cái này có hai vợ chồng mình ăn cho nên mình làm không có nhiều lắm nha các bạn. Nếu nhà mình đông nhiều người ăn thì mình làm nhiều hơn. Tại vì có hai chồng mình ăn cho nên mình làm vừa xào khoảng cỡ dĩa thôi. Nói chung nó nhiều nhưng mà mình không có là bắt nhiều. Rồi thì mình xào xăng ha em. Mình sẽ bỏ một ớt. Em cho mọi. Cái ớt này nó cũng không cay lắm đâu. Tùy cái khẩu vị mình ăn. Bạn nào không có ớt này thì mua ớt khô ngoài chợ cũng được. Cái này ngoài chợ cũng có bán ớt khô. Cái này là vợ mình mua trên mạng. Mua về làm kim chi á. Rồi tiếp theo là mình bỏ nước mắm vô. Bỏ một muỗng nước mắm. Rồi, muối. Đường. Miếng mật ngọt. Rồi cái này không có đổ nước hay em? Có anh, nhưng mà phải cho nó thấm hết mấy này để đổ một miếng nữa thôi. À, là mình xào mình đổ hết gia vị đều vô, mình xào cho săn cho thấm đều lên rồi mình mới đổ nước nha các đúng bạn. Đúng rồi. Chứ không có đổ nước liền. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ xả. Rồi, tiếp theo là sẽ bỏ xả. Rồi, bỏ hết các thứ còn lại vô luôn. Mà mình canh thôi, mình ăn cay tới mức độ nào thì mình nêm nha. Tại cái này gia đình mình hay chồng mình cũng ăn khẩu vị hơi cay cay một chút. Nên mình bỏ thêm ớt tươi á. Đó, các bạn thấy bà xã đẹp không? Mới đi làm về luôn nha các bạn. Mới đi làm về rồi mình làm đồ ăn trưa rồi mình chế biến luôn. Rồi. Sẵn quay cho mấy bạn xem cho vui. Với bạn nào không biết thì mình xem mình làm để mình nấu mình ăn. Rồi. Tiếp theo là đổ nước. À, đổ rất nước rất ít nha các bạn. Cái này là cỡ một ly uống rượu à, cỡ đó không em? Chắc cỡ đó thôi. Tại vì mình xào cho nó khô lại chứ mình không để nước nha. Chủ yếu là mình bỏ cái này vô để một chút mình bỏ rau củ vô nè. Nói chung các bạn làm sao mà khi mình xào lên mình ăn là nó khô luôn, không còn nước nữa thì ăn nó mới ngon. Chung tại vì này của mình nó ít cho nên mình đổ khoảng một ly nước uống rượu á. Nói chung là đổ sệt sệt nè, đổ vô mà thấy sệt sệt như vậy thôi, đừng đổ nhiều. À đó, các bạn thấy không, nó đổ nước canh sao tới dày nha mấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái củ hành vô luôn. Tại vì hồi nãy mình đã luộc ốc rồi, nó đã chín rồi. Mình chỉ cần xào cho nó thấm nữa thôi. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ củ hành vô. Chứ nếu mình để lâu quá cái nước này nó cạn nè, cái củ hành này nó sẽ không có chín. Đó, mấy bạn thấy lên màu đẹp chưa? À, mấy bạn nào không có bột ớt á, xài sa tế cũng được. Sa tế á. À, không có bột ớt thì mình xài sa tế. À, đúng rồi, mà sa tế khi mà bỏ sa tế rồi khỏi bỏ ớt tươi thì sa tế nó cay hơn cái bột ớt này. Vậy là có sa tế mình thay thế cũng được luôn nha các bạn. Đúng rồi. Sa tế thì tiệm tạp hóa nó cũng có bán. Đúng rồi, nhưng mà em thì em không thích mùi sa tế. Cái mùi sa tế nó hăng quá, em nói không thích. Rồi, khi mà mình xào đến khi mà cái cọng hành trắng này nè, chín á,
Đó. Là lúc đó mình nhắc xuống được rồi, tại vì cái thời gian đó là đủ để cho gia vị nó thấm rồi. Mình sẽ cho vô đây một chút miếng hành, cho nó có màu xanh xanh vậy thôi. Rồi bây giờ là xong, tắt bếp, đổ ra dĩa thì ăn thôi. Rồi bây giờ đã xong rồi các bạn, hoàn thành đây. Đây là cái dĩa ốc này, ốc là ốc xào cay nha các bạn, ốc xào cay này. Rồi bữa trưa mình đã làm hoàn thành xong rồi nha các bạn. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn trưa với gia đình của mình nha, với món ốc xào cay nha. À, món này món đặc biệt nha các bạn, món ốc xào cay nha. Rồi giờ hai đứa nhỏ nó ăn xong rồi các bạn. Giờ thì tới lượt giờ hai vợ chồng mình ăn. Ăn xong rồi nghỉ ngơi chút rồi còn đi dạy nữa. À, giờ mời cả nhà ăn cơm trưa với vợ chồng mình nha. Rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi đây, đây là món ốc xào cay nha các bạn. Mình thử cái món ốc xào cay đây, mời cả nhà ăn ốc xào cay nha. Đây có nước mắm. Này giờ anh bạn nước mắm chấm thử nhé. Cay mà. Không, nói chung nó vừa ăn nè, có lột ớt mình thấy thì chứ nó không có cay. Ngon. Tại mình làm mình thêm ngon. Có nhiều bạn mà chưa ăn á, rồi mình coi mình làm ăn cho biết, nói chung cũng ngon lắm bạn. Nói chung mình ăn số lượng vừa hay thì được. Chứ cái này mà bụng yếu ăn cũng độc lắm nha mấy bạn. Nói chung mình nên ăn rất sớm á, đừng có ăn rất chiều quá. Ốc mà ai bổ tốt thì cứ ăn. Mà nói chung ốc nào cũng vậy, chứ không phải riêng ốc này. Ốc nào ăn tốt quá mà bụng yếu cũng tốt. Rồi, nhà mình thích ăn củ cải đỏ sống á, cho nên dĩa rau này cũng có cái này. Hồi đó cái này á, mình nhìn mình cũng sợ, không có dám ăn. Nhưng mà cái chị dạy chung á, chị làm thấy ăn cũng ngon, mình bắt trước làm thử. Làm ăn nó cũng ngon, mình vừa bắt nó cho nó khỏi cắn rau mình mà cũng ăn được, cũng được. Nói chung nó phá gì lắm mà. Ở xứ mình là con này nhiều lắm, nó phá rau rồi nó ăn, mình trồng rau trồng đồ rồi nó ăn trên đó, bắt dục riết dục, càng dục nó càng nhiều. Rồi sau đó cái mình phát hiện ăn được là tới lúc đó mình bắt mình ăn luôn, là nó từ từ nó sẽ thiệt chủng luôn. Trong cái này mình phải rửa, công đoạn rửa làm như vợ mình nha các bạn, phải kỹ nha. Mình rửa phải cho kỹ, cái quan trọng là công đoạn rửa. Rửa hồi luộc á. Hồi luộc mấy bạn phải cho thêm lá chanh. Mình luộc bất cứ cái gì mình cũng cho lá chanh vô cho. Mình luộc làm heo vậy. Hay là mình luộc cái gì mình cũng cho lá chanh vô, thơm. Mà lá chanh là nó khử mùi tốt hơn sả nữa đó. Mình lúc nào mình cũng ăn lá chanh, xả với lá ổi, là lúc nào mình cũng bỏ vô, luộc cái gì cũng vậy, mình cũng bỏ vô. Nói chung cái món này ngon, mấy bạn nhìn thấy y như cái mè gà luôn mà đã, nhìn giống y chang cái mè gà, ăn nó cũng dai như mè gà. Mấy bạn phải luộc kỹ, làm kỹ đó. Còn không, cái này nè, nó sẽ có một cái mùi
thăng ha. Mình làm kỹ thì nó sẽ hết, không có mùi đó. Tại vì cái con này nó nhớt mà. Cái nhớt của nó dữ lắm. Nhớt dữ lắm. Cái này nghe nó đắp bằng nào được luôn các bạn. Nhưng mà ghê quá. Không biết có được không, nghe nói hay nha. Chứ không ai dám làm thử á, nhìn nó. Nó là mình bắt cái con ốc á, mình rộng đi. Cho nó tiết ra mấy cái đất ở trong người nó hết á. Cái mình sẽ để nó lên mặt. Nhưng mà nghe ghê quá. Không dám làm. Mà không biết có được không nữa. Nói nghe thôi chứ mình không biết đâu, đừng nói mình bài nữa mà. Nói chung ăn thì được á, ăn thì ăn được, rồi mình ăn à. Mà mấy bạn thấy mình up video lên rồi là chắc là không sao không. Còn không thấy up là có sao không, mà mình up thì mấy bạn xem là làm được rồi. Mà nói chung mình ăn nhiều à, mấy lần này chứ không phải mấy lần đầu nữa. Lần nào thấy nó nhiều nó phá quá thì không có mình làm quay cho mấy bạn xem cho biết luôn. Bạn nào chưa biết ăn thêm mình làm mình biết ăn. Với bạn nào mà tính ăn mà chưa dám ăn á thì thầy coi rồi mình mạnh dạn không ăn luôn, không cho hết. Không ngon. Mấy cục phần hai đứa nhỏ gỡ hết cái phần da luôn mấy bạn. Mà canh này sáng mình ăn còn rồi mình hâm lại. Nói chung mà hầm thịt luôn. Cái nhỏ nó ăn da mà. Chờ thịt đây hai chồng mình ăn. Mình hầm hay mình mua ngon bắp đùi á. Cái nó gỡ vòng 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 nó chịu cái thịt rồi. Cái này mà nhậu chắc cũng ngon. Nhậu cũng ngon. Thấy ngon. Nhưng mà nếu nhậu á là đừng có bỏ của hành tráng vô. Thế hả? Ừ. Này tại mình ăn cơm á, nếu mà mấy bạn làm mà mấy bạn để nhậu hay uống bia, mình có bỏ cái củ hành tráng vô. Làm sao em? Cái này tức là mình sẽ cháy cho cái thằng này nó thơm lên, cái này nó thơm lên. Ừ. Tức là mình xào cho khô rồi khô ráo lên. Thơm lên. Vậy là mấy bạn mà chưa biết làm muốn làm món nhậu thì gặp vợ mình ha, mình chỉ cho làm món này để nhậu. Thì hai vợ chồng mình á thấy cái món này nó lạ lạ cũng làm quay lên cho các bạn coi cho vui vậy thôi. Bây giờ mình kết thúc cái video của mình tại đây ha. Các bạn nào nói chung là chưa ăn thì cứ mạnh dạn làm ăn nha, không sao đâu các bạn. Cũng không quên chúc các bạn có bữa trưa thiệt ngon miệng nha. Bạn nào thích thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình ha. Để có động lực làm video tiếp. Rồi tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.